Don't stop. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của mình. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu xe máy mới của hãng SYM sắp được cho ra mắt tại thị trường xe máy Việt Nam. Hiện tại mẫu xe này đang được cho chạy thử nghiệm và hứa hẹn đây sẽ là đối thủ thực sự của Honda Winner 150, Yamaha Exciter 150 và Suzuki Raider 150. Mẫu xe này khi được ra mắt tại Việt Nam sẽ có tên là SYM Star SR 170 phân khối. Hiện nay, tại thị trường xe máy Việt Nam, dòng xe máy SYM Star SR đang có hai phiên bản của phân khối 125 là bản côn tay và bản số tự động. Tuy nhiên, phiên bản SYM Star SR 170 sắp được cho ra mắt sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, thay đổi từ thiết kế, tiện ích đến động cơ. Như các bạn cũng đã biết, vào hồi tháng 4 vừa qua, SYM bất ngờ tung ra mẫu xe côn tay SYM VF3i 185 phân khối với trang bị động cơ 183cc tại Malaysia để nhằm cạnh tranh với Yamaha i15ZR hay còn gọi là Exciter 150 tại Việt Nam và Honda RS 150R hay còn gọi là Winner 150 tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở Malaysia, mẫu xe côn tay mới này của SYM sẽ được đổ bộ vào thị trường xe máy Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ngay sau khi ra mắt, hình ảnh mẫu xe SYM VF3i cũng đã được xuất hiện tại Việt Nam. Một số bạn trẻ muốn trải nghiệm mẫu xe mới này đã đặt hàng và mua về theo hình thức xe nhập khẩu. Qua đánh giá, tuy có thiết kế vay mượn từ các dòng xe cùng phân khúc, tuy nhiên về động cơ của SYM được cho là khá tốt và ổn định. Qua những đánh giá cụ thể như vậy, hãng xe máy SYM đã chuyển hướng đưa dòng xe này về Việt Nam với cái tên gọi mới là SYM Star SR, nhưng để phù hợp với quy định về bằng lái của người Việt Nam. Đối với bằng A1 thông dụng, thường dùng để điều khiển những xe có dung tích từ dưới 175 phân khối trở xuống, nên đúng như dự đoán từ ban đầu, mẫu xe này đã hạ từ dung tích 183cc xuống còn 170cc. Giống như mình đã chia sẻ từ ban đầu, không giống như thiết kế của các dòng xe SYM Star SR trước đây, SYM Star SR 170 phân khối là mẫu xe côn tay thể thao mới với vẻ ngoài hầm hố hơn. Nhìn chung như nhận xét của nhiều người đã trải nghiệm thì thiết kế của xe là tổng hòa giữa Yamaha Exciter 150 và Honda Winner 150. Trong đó, đèn pha của xe khá giống với Exciter 150, còn mặt nạ có thiết kế dạng 3D góc cạnh, rất giống với Honda Winner 150. Mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn về một số thiết kế và động cơ của chiếc xe này. Nhằm đến đối tượng khách hàng là những bạn trẻ yêu thích dòng xe côn tay thể thao hay cho những người lần đầu tiên sử dụng xe côn tay. Tuy nhiên, SYM Star SR 170 phân khối có một vài chi tiết thiết kế tương đồng với các đối thủ. Xe có những đường nét góc cạnh, cụm đèn trước, sau là LED, đồng hồ hiển thị dạng LCD cùng với báo tua dạng cơ truyền thống. Xe có trọng lượng là 124kg và dung tích bình xăng là 7 lít, khá lớn. Theo SYM cho biết, chiếc xe có thể đạt tới tầm hoạt động là 171 km. Trang bị trên xe là bộ mâm đúc kích thước 17 inch, kiểu 5 chấu kép kết hợp giữa lốp trước là 90/80 và lốp sau cỡ 120/70. Phần đuôi xe có thiết kế vuốt nhọn, hất lên cao, rất thể thao. Tay sách cũng được cách điệu nhằm phù hợp với phong cách của chiếc xe. Đèn xi nhan sau được tách khỏi đèn hậu và được tích hợp vào dè chắn bùn của xe. Hệ thống treo trên xe gồm cặp buộc ống lồng ở trước và giảm sóc lò xo trụ đơn ở phía sau. Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa cho cả trước và sau. Đáng chú ý là xe có được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Đây là một điểm nhấn đáng quan trọng trên chiếc xe SYM Star SR 170 phân khối. Tại Việt Nam, động cơ của xe đã hạ dung tích xuống 170 phân khối nên chưa rõ thông số về hiệu năng. Chỉ biết được ở bản 183 phân khối có công suất là 17,7 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 15,3 Nm tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút. Chắc chắn SYM Star SR 170 sẽ có công suất và mô men xoắn tốt để phù hợp với dung tích 170 phân khối và để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Về giá của chiếc xe này hiện tại chưa có giá cụ thể, Tuy nhiên, theo mình dự đoán, với mức giá sẽ chỉ dao động từ 45 đến 50 triệu đồng cho các phiên bản khác nhau khi về Việt Nam. Nếu để trải nghiệm một mẫu xe côn tay mới, không đụng hàng, thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn hàng đầu, cũng như là một sự trải nghiệm hoàn toàn mới. Hiện tại, mình cũng đang chạy một chiếc xe thuộc dòng SYM thì mình có thể nhận xét như sau. Đây là một dòng xe có kiểu dáng đẹp, giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Các tiện ích cũng như động cơ khá tốt nếu để so sánh với các dòng xe khác cùng phân khúc. Nếu như bạn cũng đã biết đấy, nếu để giữ gìn cẩn thận thì đây là một dòng xe rất bền, ít hỏng vặt và được nhiều người đánh giá cao. Tuy nhiên, cũng nhiều bạn đánh giá do thương hiệu của SYM là dòng xe Đài Loan, chính vì thế khó có thể so sánh với các tên tuổi lớn khác như Yamaha, Honda hay Suzuki tại thị trường xe máy Việt Nam. Chính vì thế, sự thu hút khách hàng của dòng xe này cũng hạn chế. Điểm tiếp theo nữa chính là các đại lý phân phối trên toàn quốc thường rất ít. Các tỉnh có tỉnh thì có tỉnh không, nên việc tham khảo và mua xe là cả một vấn đề. Chưa kể đến việc hỏng hay phải thay thế phụ tùng thì thường không có sẵn, phải đặt hàng nên thời gian chờ đợi khá lâu, kết hợp với giá thành thì khá đắt. Nhưng không phải vì thế mà không nên mua SYM, vì bản thân mình đã trải nghiệm nên mình rất kết dòng xe này. Có thể nói là ngon, bổ rẻ và cho một trải nghiệm hoàn toàn mới. Hiện tại đã là thời điểm cuối năm 2018, rất có thể SYM sẽ sớm cho ra mắt mẫu xe côn tay thể thao mới mang đời 2019, sớm để cạnh tranh với các dòng xe đang có những thay đổi đáng kể hiện nay như Yamaha Exciter 150 và sắp tới là Honda Winner 150. Trên đây, mình đã giới thiệu đến các bạn chiếc xe SYM Star SR 170 phân khối sắp được cho ra mắt tại thị trường xe máy Việt Nam. Các bạn cùng chờ đợi và hóng xem chiếc xe này có gì mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.